mỗi mỗi khởi niệm mà tương tục hiện tiền đây là để rõ cái tự tương tục lại hay khởi hoặc làm nhuận thấm thêm nghiệp duy trì sanh tử đây là cái tha tương tục chánh văn ba chấp thủ tướng y nơi tương tục duyên niệm cảnh giới duy trì sự khổ vui tâm khởi dính mắt giải thích chấp là chẳng chịu xa lìa thủ là nắm giữ nghĩa của nó tương đương với từ dính mắt thêm nghĩa duy trì Duyên niệm cảnh giới là chú ý đến cảnh, rồi duyên lấy cảnh ấy mà sanh ra sự khổ, vui. Khổ vui là hai trạng thái đối nghịch của tâm thức. Nói khổ vui nhưng là nói tất cả những gì khởi lên trong tâm như tham, sân, thích thú, đau khổ vân vân. Chúng đều biểu hiện cho việc duyên niệm cảnh giới. Do tâm dính mắc với cảnh mà sanh ra những trạng thái đó. Dính mắc còn biểu hiện ở việc không yên lòng với chính mình mà cứ hướng ra ngoài bám vào âm thanh, sắc tướng, như cần một cuốn sách để đọc, cần một ai đó để nói chuyện, không chịu được sự tĩnh lặng vân vân. Ngược lại, không chịu được sự ồn náo mà chỉ thích chỗ tĩnh lặng cũng biểu hiện cho tâm dính mắt. Song dính vào sự tĩnh lặng dù gì cũng gần đạo hơn là mắc vào cảnh bên ngoài. Dính mắt có là do sự tương tục của dòng vọng niệm làm nhân, cảnh giới trước mắt làm duyên mà thành sự. Sự tương tục của dòng vọng niệm chính là sự nối kết liên tục những định kiến và quan niệm của mỗi người về thế giới mình đang sống. Vì lấy những thứ đó làm nền tảng để đánh giá so đo vạn pháp, nên thuận thì sanh vui thích rồi muốn nắm giữ, nghịch thì sanh khổ lạc và muốn xa lìa. Cả hai đều chỉ cho sự dính mắt, chính là chấp thủ tướng. Chánh văn 4. Kế danh tự tướng, y nơi vọng chấp, phân biệt tướng danh ngôn hư dối. Giải thích Kế là tính toán so đo phân biệt nói đây mang nghĩa suy tính so đo nhiều hơn là sự phân biệt của trí tướng trí tướng chỉ có phân biệt chứ chưa bị sự chi phối của tương tục tướng và chấp thủ tướng phân biệt của trí tướng khiến tâm tương tục không dứt song nó chưa có tác dụng tạo nghiệp như sự phân biệt ở đây vì vậy bồ tát ở các địa dưới tuy còn trí phân biệt nhưng không bị dòng nghiệp lực chi phối tạo nghiệp như chúng sanh vọng chấp là chỉ cho tướng chấp thủ trên gọi là vọng vì nó chỉ là thứ hư dối do huân tập lâu đời mà thành không có thật thể song do sự dính mắt ấy mà trên cảnh sở thủ mới nảy sanh tâm suy lường rồi tạo nghiệp danh ngôn là chỉ cho danh và ngôn thuyết gọi là danh nhưng trong đó gồm đủ cả danh và tướng bởi có tướng mới lập danh ngôn là ngôn thuyết vọng tưởng ba thứ danh tướng và vọng tưởng này đi liền với nhau kinh lăng già nói tướng và danh theo nhau mà sanh các vọng tưởng. Nói chúng hư dối vì tướng là từ tâm biến hiện không có thật thể. Danh và vọng tưởng là y nơi cái không thật thể ấy mà lập, nên cũng không có thật thể. Chánh văn năm Khởi nghiệp tướng, y nơi danh tự, tìm danh thủ trước, tạo mọi thứ nghiệp. Giải thích Khởi nghiệp là khởi lên hành động, tạo tác. Nghĩa chính của nó nằm ở mấy từ tạo mọi thứ nghiệp làm các việc thiện gọi là khởi nghiệp thiện, làm các việc ác gọi là khởi nghiệp ác. Song đây đang nói về quá trình bất giác nên chỉ nói đến nghiệp ác chứ không nói đến nghiệp thiện. Nghiệp thiện thuộc về thủy giác. Giác được tướng diệt là giác phá được niệm ác không để nó thành hành động, chính là phá được tướng khởi nghiệp này. Không có tướng này thì cũng không có tướng nghiệp hề khổ sau. Y danh tự là do có tướng kế danh tự trên mà sanh ra phần khởi nghiệp này. Bởi phân biệt đã mang màu sắc dính mắt của tướng chấp thủ, nên tìm danh thủ trước. Tìm danh thủ trước là tìm tội và ông giữ những danh tướng mình thích. Một khi đã có tâm niệm như thế đối với những vật mình thích thì với những vật mình không thích, mình cũng sẽ có những hành động ngược lại. Thích thì tìm cách thu vào, không thích thì tìm cách đẩy đi. Đây là cái nhân để tạo nghiệp. Tạo mọi thứ nghiệp là phát động thân và miệng tạo nên những hành động khiến muôn loài đau khổ phần khởi nghiệp này là cái nhân để có cái quả là khổ. Chánh văn 6. Nghiệp hệ khổ tướng, y nghiệp mà thọ báo nên chẳng tự tại. Giải thích Hệ là trói buộc. Nghiệp hệ khổ là nói đến sự trói buộc của nghiệp mà sanh ra khổ. Y nghiệp là nương vào phần khởi nghiệp tướng trên. Đã có nhân thì đủ duyên quả sẽ có, nên nói y nghiệp mà thọ báo. Thọ báo là chỉ cho việc thọ nhận cái quả từ cái nhân đã gieo trước đó tự tại nghĩa là không vướng bận hay dính mắt, nó trái với từ hệ. Người mà không có thứ gì trên đời làm họ nao núng hay vướng bận thì người ấy không thể khổ. Chẳng tự tại là chỉ cho cái nghiệp hệ khổ đó. Người đời gây nghiệp vì nhiều lý do, đầu tiên là do thiếu trí tuệ mà gây nghiệp, sau là do hoàn cảnh bức bách mà gây nghiệp. Hoàn cảnh bức bách là cái quả của một cái nhân bất thiện trước đó. Cái bức bách ấy chỉ cho cái chẳng tự. Tại thứ nhất, đó là thọ báo nên chẳng tự tại. Từ cái bức bách ấy mà phải gây tạo thêm nhiều ác nghiệp là cái chẳng tự tại thứ hai. Nghiệp một khi đã thành thói quen, lại bị lệ thuộc vào thói quen ấy là cái chẳng tự tại thứ ba. Bị hai dòng họ nghiệp và khổ ràng rịt chặt chẽ như thế, nên nói nghiệp hệ khổ tướng. Giải thích xong chính tướng bất giác. Chính tướng này, Ngài Hiền Thủ nói ba tế thuộc thức Alayda, còn sáu thô thuộc ý thức. Chỉ nêu bày Alida và ý thức thông qua ba tế và sáu thô mà không nói đến Magna vì vô minh làm động tâm thể thanh tịnh, khiến khởi hòa hợp là nghĩa của Alida, không phải nghĩa của Magna, nên trong ba tế không đề cập đến Magna. Còn trí tướng vân vân, sanh khởi được là do tâm duyên với cảnh bên ngoài. Magna thì không duyên được với ngoại cảnh, nên trong phần sáu thô cũng không nói đến Magna. Xong một khi Alida khởi thì đã có thức Magna tương ưng. Còn khi ý thức duyên với cảnh giới bên ngoài thì bên trong cũng phải có mát na làm chỗ y chỉ, ý thức mới sanh khởi được. Vì vậy, chỉ đề cập đến ý thức và Alayda mà không nói đến mát na. Tuy cách phân chia thấy có khác nhưng nghĩa chung giữa kinh và các luận thì không khác. Chánh văn Phải biết vô minh hay sanh tất cả nhiễm pháp, vì tất cả nhiễm pháp đều là tướng bất giác. Giải thích Vô minh chỉ cho cái bất giác đầu tiên sanh ra chính tướng trong phần bất giác nhiễm pháp, chỉ cho chính tướng trên. Đều do bất giác mà có nên nói, đều là tướng bất giác. Chánh văn. Lại nữa, giác và bất giác có hai tướng. Thế nào là hai? Một là tướng đồng, hai là tướng khác. Giải thích. Đây là nêu bày thật tướng của bất giác và giác. Tướng đồng và tướng khác là muốn nói đến cái không một cũng không khác giữa bất giác và giác. Chánh văn. Một tướng đồng thí như mọi thứ đồ gốm đều đồng tánh tướng vi trần. Cũng vậy, mọi thứ huyễn nghiệp vô lậu vô minh đều đồng với tánh tướng chân như. Giải thích Tướng đồng là nói về cái không khác giữa giác và bất giác, chính là chỉ cho thể tánh chân như. Giác và bất giác tuy tướng trái nhau nhưng cùng chung cội nguồn, như sóng vỗ làm lật thuyền, nước lặng thì tải thuyền nhưng đều cùng chung một tánh ướt và tướng nước. Mọi thứ đồ gốm là chỉ cho giác và bất giác tuy đồ gốm mỗi thứ hình tướng khác nhau nhưng đều từ đất làm ra đất đây gọi vi trần tánh tướng sáu trần là dụ cho tánh tướng chân như nghiệp vô lậu thuộc về giác nghiệp vô minh thuộc về bất giác gọi là hủy nghiệp vì nghiệp vô lậu hay vô minh đều do huân tập mà có không có thật thể hai tướng trái nhau ấy đều không rời bản thể chân như nên nói đồng chánh văn cho nên trong tu đà là y nơi nghĩa ấy nói tất cả chúng sanh xưa nay thường trụ nhập niết bàn pháp bồ đề chẳng phải là tướng có thể tu chẳng phải là tướng có thể tạo rốt tráo không chứng đắc cũng không sắc tướng có thể thấy mà có sắc tướng để thấy chỉ là do huyễn nghiệp tùy nhiễm tạo ra chẳng phải tánh của trí sắc là bất không vì tướng của trí không thể thấy giải thích cho nên là kết lại như sau y nơi nghĩa ấy là y nơi tướng động vừa nói đó đây là dẫn kinh để nêu bày chỗ đồng của giác và bất giác. Niết bàn thuộc giác. Chúng sanh thuộc bất giác. Nói chúng sanh là muốn nói đến sanh tử. Tướng sanh tử không phải là tướng niết bàn. Giác không phải là bất giác. Nhưng do cái đồng nói trên mà biết, tất cả chúng sanh xưa nay thường trụ nhập niết bàn. Thấy sanh tử khác niết bàn chẳng qua là do mê và ngộ mà có cái thấy như vậy. Mê